trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật nhọn cào chiếc ô tô đậu trong chỗ tối mua hàng kế bẩn của người này vô tình bị điện thoại ghi lại khiến nhiều người chỉ trích sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối trên đường Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Đoạn clip cho thấy, người đàn ông trung niên vừa hút thuốc lá, vừa lấy vật nhọn, vạch hai đường lớn trên nắp capo ô tô đang dừng đổ. Người quay clip ngồi trong chiếc ô tô bên cạnh. Được biết, chiếc xe bị cào xước đổ ở trước một cơ quan đã đóng cửa. Khu vực này khá tối và vắng vẻ. Người quay cũng cho biết, trước đó, người đàn ông đã cào khắp xe cao mạnh như thế thì còn gì là xe nữa, ném đá dấu tay không hay ho gì đâu, có vật tức gì thì đàng hoàng nói với chủ xe đi chứ. Chẳng biết cái xe kia có đổ đúng nơi quy định không, nhưng hành động của ông chú như vậy là sai rành rành. Tội phá hoại tài sản của người khác, cần bị phạt thích đáng, một số cư dân mạng bình luận. Hành động phá hoại xấu xí của người đàn ông đang bị dân mạng chỉ trích dây gắt. Còn bạn, bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình với phần bình luận nhé!